Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các phần của Unit 3 và bây giờ chúng ta đã sang phần Speak, phần lượt nói rồi. Và trước khi vào học phần lượt nói này, như mỗi khi, mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Mỗi việc làm nhỏ này cũng bỏ của các bạn nhưng lại mang lại cho mình một cái niềm vui rất là lớn đó các bạn. Mình có thêm nhiều động lực để mình ra nhiều video hay cho các bạn ha. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bây giờ trong cái phần lượt nói này người ta đề nghị mình làm gì các bạn? Người ta đề nghị mình là nhìn vào cái bức tranh này nè, bức tranh trong ở dưới này nè, và làm việc với một bạn cùng lớp của mình, một đối tác của mình, nói về những cái vị trí mà những cái vật dụng trong cái phòng nhà bếp đây này nó nằm ở chỗ nào, cái vị trí của nó. Và đây là hai cái ví dụ của người ta làm cho chúng ta, rồi từ đó chúng ta sẽ bắt đầu nói các bạn nha. Đây, ví dụ như các bạn để ý, như cái người ta nói là the fruit is in the bowl. Những cái trái cây thì nó đang nằm trong cái tô này. Đây, trái cây này, đó, đang nằm trong cái tô, các bạn thấy chưa? Người ta nói ra một cái ví dụ chúng ta nhớ nằm trong này, đó, trong cái tô này. Rồi, the plate is on the table. The plate is on the table là gì? Cái đĩa này nó đang nằm ở trên cái bàn. Đây, các bạn nhìn thấy cái đĩa chưa? Đó. Vậy thì việc của chúng ta là tìm những cái vị khác còn lại để chúng ta diễn đạt cái vị trí của nó. Thực ra đây là những cái phần lượt nói rất cần thiết cho các bạn. Nó vô cùng quan trọng cho chúng ta, nó hoàn thiện cái kỹ năng nói của chúng ta rất là quan trọng các bạn. Bởi vì sao? Sau này các bạn, nếu các bạn học xong phổ thông, các bạn đi ra môi trường quốc tế, các bạn sẽ hoặc là các bạn sẽ ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày với đối tác, với những người giao tiếp bằng tiếng Anh với các bạn. Hoặc là các bạn sẽ dùng những cái miêu tả này, các bạn dùng trong các cái kỳ thi quốc tế. Các kỳ thi quốc tế người ta cũng rất là cần cái sự miêu tả đồ vật, rất là nhiều thứ các bạn nha. Nói chung là tất cả những cái kiến thức tiếng Anh từ lớp 3, lớp 4, lớp 1, lớp 2, 3, 4 đến lớp 12 của các bạn đã đóng một vai trò rất là nền tảng. Nó giống như những cái viên gạch để nó xây dựng cái tòa lâu đài tiếng Anh cho các bạn rất là vững chắc. Cho nên các bạn cố gắng bám sát vào từng nội dung bài và cố gắng hiểu và đọc và nói cho chuẩn tiếng Anh cho mình. Ok, rồi vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giúp các bạn diễn giải, miêu tả, đặt từng cái vị trí cái đồ vật trong cái nhà bếp này. Đầu tiên là phải là cái gì? Chắc chắn rồi, cái này là nó đập vào mắt mình đầu tiên. Cái này là cái gì? Cái bàn ở giữa cái phòng nhà bếp đúng không? Đây, vậy thì các bạn miêu tả nó này. The table is in the middle of the kitchen. Đó, cái bàn thì nằm ở giữa này, in the middle, ở giữa cái gì? Ở giữa của cái gì? Của cái nhà bếp. Ở giữa này, các bạn nhớ này, ở giữa này. Rồi, kitchen, đó, kitchen. Rồi, cái bàn nằm ở giữa cái nhà bếp, rất giỏi, dễ đúng không? Tiếp tục này, những cái bông hoa thì đang ở trên bàn. The flowers are on the table. Ở trên bàn, flowers, này các bạn thấy chưa? The flowers are, đọc nối lại nhau luôn. The flowers are on the table. Đây, những cái hoa này đang ở trên bàn. Thấy rất kỳ đúng không? Đó. Như vậy, đây là một cái phần rất là cần thiết, là ban đầu mình đã đề cập đến các bạn. Nó đòi hỏi cái kỹ năng quan sát của chúng ta và diễn tả đúng vị trí của nó, của từng vật. Rồi, cái vật thứ ba này các bạn này. Đây. The plate is on the table near the flowers. Hồi nãy người ta bảo là cái đĩa thì ở trên bàn, nhưng bây giờ chúng ta miêu tả nó cụ thể hơn nữa là nó gần cái hoa này, những cái hoa này luôn. Đó, gần những cái hoa này luôn này bạn này. The plate is on the table near the flowers. Đó, các bạn hình dung đúng không? Rồi, tiếp tục cái vật tiếp theo. The clock, nhớ kỹ này. The clock is on the wall above the calendar. Calendar. Cái đồng hồ thì đang ở trên tường này, đó, trên tường này. Ở phía trên cái tấm lịch, nó nằm ở phía trên này, ở trên cái tấm lịch. Đây, các bạn nhìn thấy cái đồng hồ chưa, treo trên tường nhưng nó nằm ở trên cái lịch luôn này. Đó, mình phải miêu tả sâu sắc là như vậy, chính xác là như vậy. Đó, nhớ cái đồng hồ, đây là đồng hồ này. Rồi, nằm trên tường và ở phía trên cái lịch. The cupboard is on the wall above the counter. Counter. Đây, cái vòi bếp hồi nãy mình nói các bạn, cái vòi ở trong cái video trước á, là nó là nhiều vòi lắm, vòi bếp hay là vòi đồ đựng tủ, rồi đồ dụng cụ, đồ đủ thứ, người ta cũng thể dùng cái counter này các bạn nha. Vậy là cái chỗ này là cho ta hiểu là
cái tủ mà đựng ấy đó các bạn, mà mình nói các bạn đựng đồ đó đó, cái tủ đựng đồ là chén bát ly đĩa đó vân vân, thì đang ở trên tường và ở trên cái counter này, cái quầy bếp này. Đây các bạn nhìn cái này nè, đây nè, mình đang diễn tả cái này nè đó, cái này là cái cupboard là cái này đây, là nó nằm ở trên tường, nó được dán ở trên tường nè, nó được gắn chặt vô trong tường và nó ở trên cái quầy đây, cái quầy bếp nè, cái đây nè các bạn này, cái vị trí đây đó, đó các bạn thấy chưa, người ta gọi là nó là cái quầy bếp đó. Rồi tiếp theo là gì, the knives are on the wall under the cupboard. À vậy thì sao, những cái con dao thì đang ở trên tường nhưng nó nằm ở dưới cái cupboard đây, các bạn thấy chưa, ở dưới cái tủ này nhá, đây con dao đây, nó được gắn chặt trong tường và nó nằm ở trong tường luôn, mình phải miêu tả được là nó nằm ở trong tường, ở trên tường á, và nó ở phải phía dưới cái này đó, chúng ta đã miêu tả được rồi đúng không nào. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cái vật tiếp theo này, the rice cooker is on the counter near the dish rack. À cái chỗ là gì, cái nồi cơm điện thì sao, ở trên cái quầy đó, nằm trên cái quầy á, cái quầy trong quầy bếp á, và gần cái gì các bạn, gần cái giá đựng đựng gì, giá đựng chén bát đĩa này các bạn này, đây các bạn nhìn đây, cái nồi cơm điện đây, đây các bạn thấy chưa, cái nồi cơm đĩa này nè, nồi cơm điện này nó nằm trên cái quầy chắc chắn chưa, chính xác nằm trên quầy đây, cái quầy đây, cái quầy bếp này, và nó lại gần với cái giá đựng chén đĩa này, đây cái giá này, cái này gọi người ta gọi là dish rack đó, bạn nghe kỹ nha, dish rack đó, gần cái quầy này, gần cái này, gần cái này, đựng cái đựng chén bát đĩa ly này đây. Rồi ok đó, đương nhiên thì nó cũng có thể gần cái tô đựng trái cây cũng được đúng các bạn, cũng có thể gần đây cũng được, nhưng nếu mà là chỗ này thì chúng ta có thể miêu tả nó là next to, nó bên cạnh thì hay hơn, còn cái này là gần thì phù hợp hơn, hợp lý hơn. Rồi đó là cái nồi cơm điện, đây nồi cơm điện này. Rồi tiếp theo là cái gì các bạn, đây đến lượt cái trái cây này, the bowl of, đọc nối vào nhau luôn, đọc nối vào nhau luôn, đây the bowl of fruit is, đó đọc nối vào nhau, đọc nối vào nhau luôn, bởi vì các bạn khi các bạn luyện nói tiếng Anh á thì phần lớn các nguyên âm đều bị đọc nối vào hết, cho nên chỗ này nếu chúng ta đọc rồi này, the bowl of fruit is on, nhưng khi chúng ta nói vào nhau một cách tiếng Anh một cách tự nhiên á, các bạn phải đọc là the bowl of fruit is on đó, các bạn phải nói nhanh và đọc nói kết nối là the bowl of fruit is on the counter next to the dish rack, cái tô đựng trái cây thì nằm ở trên quầy luôn, quầy bếp luôn, và ở bên cạnh cái giá đựng chén đĩa này, ly bàn chén đĩa đây mình đang nói đây đó, lúc này mình cho phép mình dùng từ next bên cạnh đó, chứ không dùng từ near là gần nữa, mà bên cạnh luôn đó, nó nằm trên quầy đúng không, nằm trên cái quầy đây đó, và bên cạnh cái dish rack này đó, mình miêu tả ba cái vật này rất là dễ rồi đúng không, vậy thì chúng ta còn vài vật nào nữa, vẫn còn các bạn, còn ba cái nữa các bạn, đây cái tiếp theo này, the calendar is on this on the wall above the refrigerator, cái tủ lạnh này các bạn này, hay cái từ này cũng có thể mà nói cả fridge cũng được các bạn nha, người ta à, đây là một cách nối tròn kiểu nó refrigerator đó, cái tấm lịch thì đang ở trên tường nhưng ở trên cái tủ lạnh luôn đó, ở trên cái tủ lạnh đây, nhìn cái tấm lịch này nó ở trên tường, được treo tường nè, và nó nằm trên cái tủ lạnh luôn đó, các bạn thấy rất kỹ chưa đó. Rồi bây giờ ta còn hai cái cuối cùng, the sink bồn rửa tay rửa mặt đó, sao các bạn, is next to the stove. À cái bồn rửa tay rửa mặt thì bên cạnh cái stove, cái lò nướng, cái lò nướng luôn này, đây các bạn thấy lò nướng chưa đó, cái bồn này rửa tay rửa mặt này, à đây đây nằm bên lò nướng này cho, xin lỗi các bạn, đó bên cạnh luôn đó, cái bồn rửa, cái sink này các bạn này, còn là stove là cái này. Ok rồi, cái cuối cùng của chúng ta, the saucepans and the fried pan are on the wall above the stove and the sink. À, cái nồi này này các bạn này, đó cái nồi đây này, cái nồi hấp này, cái xoong nồi các bạn này, đây cái the sauce này của chúng ta đây là cái xoong nồi á, đó nó sao, cái xoong nồi để nấu á, nó và cái những cái chảo rán, chảo chiên đây, xoong nồi đây,
chảo rán, chảo chiên đây, các bạn thấy chưa? Đó, đang treo tường đây, sao? Nó đang ở trên tường, chắc chắn rồi. Và ở trên cái lò nướng này và cái bồn rửa tay rửa mặt luôn. Đây, nằm ở trên cái này, ở trên cái này luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Rất kỹ đúng không nào? Nhìn vô chúng ta phát hiện ra ngay. Rồi, như vậy là chúng ta đã miêu tả đầy đủ hết không? Oh, hình như còn một cái nữa các bạn. À, hình như là còn cái ghế nữa. Ok, ghế thì nó nằm bên cạnh cái bàn đấy các bạn, đúng không nào? The four chairs are next to hoặc là near cũng được, next to mà next là không hay, mà xung quanh around cũng được các bạn nhá. The table. Đó, cái ghế thì có thể bỏ qua được, hình như đôi lúc chúng ta không nhất thiết phải miêu tả đầy đủ hết đúng không? Có lúc ta quên một cái cũng được. Nhưng nếu các bạn nói là the next luôn, the middle of the kitchen cũng được các bạn. À, nằm ở giữa phòng cũng được. Đó, the four chairs are on the middle of the kitchen cũng được. Chicken ở the kitchen cũng được các bạn nhá. Đó, ở giữa cái nhà bếp cũng được. Đó, chúng ta không cần bám cái bàn mà ta bám cái bếp cũng được rồi. Đó, như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong cái phần này. Đó, cái phần speaking, phần lượt nói của bài tập số 1 này. Và hy vọng các bạn thích cái video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Video tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2 của phần lượt nói này. Chào các bạn.